Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Lại mình đây từ từ đường phố đây người nha. Xin chào tất cả anh em game tạo đại chiến nha, mình đây từ từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video thì cho anh em xem video vẹn của like, share hay kênh nha, nó kéo phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua một số vấn đề sau anh em. Đầu tiên là Lami mới phát quà truyền tin tướng bố già anh em. Sau bao nhiêu pha ôm cua như bẻ lái gấp của Lami thì Lami vẫn quyết định một vấn đề, đó là Lami vẫn ôm lại quà giải đấu Tân Tứ Hoàng anh em nhá. Mình đang đợi để ăn nốt cái quà đấy để mình full cái sự kiện tuần này để lấy thêm một bố già nữa về lưng 10 sao, nhưng mà Lami có vẻ chơi rất là cứng các bạn, không nhả anh em. Quyết định cuối cùng của Lami là không buông quà ra cho anh em chơi. Thì thôi, biết sao giờ, lại ngày mai thôi anh em, để qua 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 lấy quà đấy về chơi vậy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ điểm qua sự kiện, sau đó thì mình sẽ tặng anh em ít code và chúng ta sẽ cùng nhau đánh boss mới anh em nhé. Ok, đây là chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bữa nay sự kiện nó fix lại tận 10 giờ sáng nó công chiếu nên quên nó mới ra anh em, thành ra là mình không kịp thời gian để mà có thể quay video cho anh em xem được, nên cả các bạn thông cảm. Đấy, mình sẽ mở trong web cho máy tính. Rồi ok. Đây, cho mở rộng hoàn ra luôn nào. Rồi ok, đây anh em. Đây anh em nhá, Nami thông báo này, sự kiện chúng ta có xúc sắc này anh em này. Xúc sắc One Piece anh em này, sự kiện xúc sắc lại quay trở lại anh em này, một cái. Thứ hai là đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Làm clip. Ok. Ngoài ra là anh em lại đặc biệt nhân dịp ngày đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, Nami sẽ mang đến cho tất cả thuyền trưởng một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đấy, bật mí đó là chỉ có tham ngàn và nhận quà nhé, thuyền trưởng nói là chỉ có chăm chỉ và nhận quà thôi đấy anh em. Thì theo mình dự đoán thì nói chung thì nay Nami vừa đăng video mới thì chắc chắn là sẽ có cốt quà mới ngon thật sự anh em thắng thôi. Tuần này thì chúng ta chỉ một sự kiện đơn giản thôi anh em, tuần sau lại tướng mới, nhưng mà tướng sau là tướng book các bạn, chưa biết là tướng nào, nhưng mà tuần sau là tướng book, xong tuần tới lại tướng lại một sự kiện đơn giản, xong tuần cuối lại một tướng đam. Nói chung một tháng là chúng ta sẽ có đầu tuần đầu tháng là tướng book và cuối tháng là tướng đam, đó thì anh em cứ hóng dần thôi. Quà đăng nhập anh em, có đô la mi có thay đổi thì mình chịu các bạn. Bây giờ đăng nhập thì chúng ta sẽ nhận được một dương tứ hoàng và một dương dâu trắng các bạn nhá. Triệu tập hải tặc. Đây, chúng ta có cái sự kiện triệu tập hải tặc anh em khá là ngon. Đó, lại mối dòng 22 cái mà trong phim này mình phá hết phút rồi anh em. Quả là ngày mai mình không ăn nổi quà này đâu. Nhưng mà full thì lại ngon được 5 lần đấy. Mà chung đen các bạn, lấy hội trang bị. Lấy hội trang bị anh em. Trong cửa hàng thuốc hoán đổi, được cái này được này anh em này. Cái này duyệt các bạn. Cửa hàng thuốc hoán đổi là duyệt. Ừ, đấy là truy lá. Truy lá có Kuma, dâu trắng ở dưới chắc này mắt gì hâu mi hoác các kiểu anh em, rồi thu thập nhân phẩm. Nhưng tuần này thì tuần sự kiện đơn giản, không nhìn đáng nói. À có cái này anh em này, nhân đôi hoạt động anh em. Đó các bạn đi các thứ là cũng nhân đôi hoạt động, chiêu mộ hải tặc. Mấy cái này cũng vậy thôi anh em. Vẫn y như cũ anh em, đó, không gì thay đổi. Chúng ta có cái đây anh em nhá, cập nhật thêm tầng đậu thần này anh em này. Cái này dành cho mấy bác Zikit thôi, mấy bác Dubai thôi, chứ đâu anh em chúng ta cũng chỉ người hóng các bạn vì đã đi đến đâu mà. Lami mở tầng đơn lên 900 tầng và tháp đôi chúng ta lên 500 tầng nhá. Đó anh em tranh thủ mà đi. Đó, ok. Ok, xe nhẹ cho anh em hai cốt đầu tiên này. Đấy, một trái Gura và một code bá đạo dâu trắng. Đó anh em nào nhanh tay nhận được thì comment video để mình biết nhá. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ok. Ok, tiếp theo thì thôi thì Nami không cho anh em. Thì thôi mình lại phải cố gắng đấu tranh thôi anh em. Đấu tranh để có thể ăn pool được sự kiện lần này. Ở đây thì các bạn có thể đây đây, mình còn thiếu có bao nhiêu nhỉ? 59 thùng à? Phải không? 59 thùng anh em, đúng 59 thùng nữa là mình nhận được thêm một dấu bố già đó rồi. Thôi thì bây giờ không có thì mình sẽ cố gắng đổi đây. Đổi đây mất 50 thùng. Bây giờ 10 thùng là 2k dưới. Vậy 50 thùng là bao nhiêu? 5735. Đâu? 5525 chứ. Lộn, cứ nhân thế tí các bạn này comment 5525 là 7k dưới anh em, 7k dưới là 7k dưới, đúng không? Từ từ mình tính lại, từ từ mình tính sai rồi. 5 lần là hết 12k dưới anh em, 12k dưới, đúng không? Để tính chuẩn này. Một lần hết 2k dưới. 2 lần là 5k. 4 lần là 10k thôi anh em, 12k dưới. Mà đây mình có 3k6 rồi. Rồi ok, trước mắt là chúng ta sẽ đi thu hồi tướng các bạn nhá. Đây, trước mắt sẽ đi luyện tướng. 5 sao.
Ok, chấp nhận thôi, biết sao giờ. 2k đầu tiên là còn 5k rồi. 7k. 9k. 9k. 10. 10k rồi, ok anh em, giờ còn thiếu một ít nữa. Vẫn còn thiếu ạ. Đấy, vẫn còn thiếu nữa anh em, chứ không phải là không đâu. Trời ơi. Đen thế nhờ, nên giờ bù phút này vào. Thôi thì chấp nhận thôi anh em. Rồi, bù 12k rưỡi rồi anh em, bù 12k rưỡi rồi. Đây rồi, xem nào. Ui, thế nào lại thành lên thành 14k rồi các bạn. Tính sai rồi anh em. Thôi kệ anh em, kệ đúng hay sai thì mình cũng được 50 thùng đã anh em. Có đến 50 thùng không? Từ từ. Cửa hàng mũ rơm mình đang có 5k1 các bạn nha, 5k1. À, 5k1 thì cũng đổi đây, đổi lên đến phút 9 sao là vừa tầm các bạn, hết rồi. Ok vậy thôi, đổi đi, 50 thùng. À, 19, 20, 40, 42, 43, 50. 50 thùng rồi anh em. 50 thùng, còn dư 1k dưới à. 1k dưới. Đổi phút này đi anh em, mình tính là đổi phút 10 sao đấy các bạn. Lẽ ra đã đổi được 2 phút 10 sao đây anh em. Nhưng mà thôi các bạn, hy sinh 2 phút 10 sao chỉ để lấy bố già về thôi các bạn. Hãy cố gắng thôi anh em, biết sao giờ. Ok, tiếp tục, trước khi đi đập thùng bia thì mình share nhẹ cho anh em mấy cốt này. Đây, một cốt bố già này, bao nhanh tay nhập được nhá. Một cốt đầu tiên, bao nhanh tay nhập được này. Giờ có bố già rồi, giờ chúng ta sẽ qua xem triển bot server xem nào. Tình hình thấy bảo bot giờ dễ đánh hơn này. Đây, mấy bác đánh phát thấy bot đã xuống. Quay một đợt đánh nhiều đấy, 9 lượt luôn kìa anh em. Bây giờ mình sẽ thử đánh xem nào.
Đợt này mình sẽ đánh boss đây trước anh em, đánh boss ở đây trước này. Ở đây thì mình có tem Luffy, Chopper, Aokiji, Rukuma và cuối cùng là bố già anh em. Hôm nay là bố già ở phiên bản khác các bạn nhá, phiên bản siêu to siêu mạnh luôn. Rồi tấn công. Nếu như mà nó cho kiểu bây giờ mỗi tem này các bạn có thể đánh pull tất cả các boss ấy, thì sẽ ngon anh em nhá. Nhưng mà nếu Nami tính như thế thì cũng được. Bây giờ thay vì như trước là anh em có mỗi ngày hồi sinh thì bây giờ anh em thể mỗi boss các bạn thể đánh được hai hết tem kiểu như vậy cũng được. Nếu mình nghĩ đúng như thế thì sẽ ngon hơn. Mong rằng cách mới này nó đúng như mình nghĩ như vậy anh em. Mình cũng chưa hiểu lắm nhưng mà mình mong rằng nó sẽ như thế anh em nhá. Là ví dụ tem mình một cái tem này mình có thể đánh 5 con boss luôn các bạn, bạn hiểu không? Cứ đánh xong một tem này cứ chỉ là chỉ đánh một lần thôi, đánh tem này boss này xong lại qua đánh boss khác, cứ dùng tem này đánh như vậy. Nó như thế thì quá ngon luôn. Đấy, như thế thì mua lượt mới xứng đáng các bạn. Và mình cũng mong rằng nó sẽ được như thế anh em nhá. Đây bỏ qua đi. Xem nào. Uầy, thanh niên lầu chúng ta gây được 812 triệu, trong đó bố già mới 10 sao thôi anh em mà đã gây được 549 triệu rồi các bạn. Quá gắt luôn các bạn. Trời ơi. Đây là bảy, xem nào, em vậy là không được anh em. Đó. Mỗi boss là chúng ta chỉ đánh được một lần thôi các bạn. Trời ơi. Thế nhắm boss nào là nhắm boss nào ăn được là chơi luôn boss đấy anh em, kiểu như vậy đấy. Hơi bị khó khăn và gồ ghề nhỉ. Và xử lý này hơi gồ ghề anh em. Nhưng mà thôi biết sao giờ các bạn. Cái ra vẫn no và ngon hơn anh em. Thôi giờ biết sao giờ anh em. Từ từ. Boss này còn 80%. Nếu như mình đánh boss này thì không nhầm là không đủ, không gây được thương anh em. Thử xem nào. Đây anh em toàn triệu mấy thôi à. Ok mình sẽ đánh tem này đi anh em. Đánh bên này có khả năng vẫn còn mạng mà còn ghi điểm ghi công các bạn. Không là hết điểm hết điểm ghi công luôn. Đánh bên kia bị hóa đá anh em ạ. Đánh bên kia bị hóa đá nên mình không đánh. Rồi Sapo làm ngay một tỏi mấy nè. Và đây Sapo cố gắng gây hơn tỏi đam nhá. Đấy, cố gắng làm hơn tỏi đam thôi, không cần nhiều. Đấy, cứ tỏi hơn tỏi là được rồi. Còn lại anh em đam ké thôi, chứ không cần gắt cao quá đâu. Đấy. Ây cũng phát huy được công dụng rồi anh em. Ngon lành anh em. Ôi nhưng mà bố già mạnh nhờ, mà các bạn phải không biết bố già mạnh không? Mới 10 sao thôi mà nó đam. Trời ơi gắt thật sự anh em. Có khi nào bây giờ làm quả, bây giờ mình làm quả lấy thêm ba bố già nữa nhờ. Bây giờ mình có làm luôn ba bố già nữa là tuyệt vời ông mặt trời rồi anh em. Từ từ để tính xe nào, kiếm đâu ra nữa để kiếm ngay làm ngay ba bố già nữa các bạn. Đáng để suy nghĩ đấy. Ok bỏ qua luôn đi, xem nào. Một tỏi tư các bạn. Đấy, một tỏi tư. Trong đó có thêm A gây thêm được 253 triệu. Đô phi 105. Moria mới 19 thôi anh em, hết. Đó, xương xương thế cũng được rồi. Vậy là toàn team mình. Đấy, top 4 anh em, một tỏi 8 này, top 4. Đấy. Giờ một tuần đánh một lần thôi mà, nên thôi, giờ nhắm được cái chỗ nào ăn được thì bay vào múc thôi anh em. Chứ giờ biết sao giờ. Đây, giờ còn cái tem tào lao tờ lưa hột vịt của mình thì vẫn đây các bạn. Đấy. Cái tem tào lao này thì vẫn đây các bạn, đây. Đấy, tem này giờ thì vẫn đây anh em nhá. Đó. Vì bây giờ mỗi boss chỉ đánh một lần này thôi là hết rồi đây anh em, đây là lần duy nhất. Uầy, một ca hồ nữa này. Thế mà nãy mình phải đi hủy tướng đấy anh em, phí thật sự. Top 15 các bạn. Tấn công. Ok. Ui, top 38 các bạn này. Thú vị đấy nhỉ. Ui, thế thì tính ra anh em chia ra. Ui, thế mình không biết nhỉ, chia ra các bạn chia ra vẫn có thể giữ top trong các khu vực đấy. Rồi ngon anh em, cuối tuần này vẫn có quà rồi anh em, nhìn này, vẫn có quà thơm ngon bổ phổi rồi. Rồi. Ngon lành. Ok, nói chung thì bút xương xương sơ sơ đây anh em thì cũng nốc hết sự kiện rồi anh em, đó. Còn đâu thì có gì ở video chiều mình sẽ cập nhật thêm sự kiện mới cho anh em. Giờ thì đây này các bạn này. Giờ mà có quà nào lốc một phát các bạn, đấy, nhận ngay kim cương mấy ca, 3k, 4k, 5k. 6k, 7k chứ. 9k, 9k kim cương. 12k kim cương. Rồi ba bố già nữa. Ui. Vâng, đúng ba bố già anh em, đúng rồi ba bố già nữa là mình lên được E2 luôn. Trời ơi, nhức nhức lách. Trời ơi,
ngon thật sự luôn ạ. Thôi thì thôi, không có duyên rồi, hẹn ở video tiếp theo. Thôi bây giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt.